Tôi xin nói về Quỳnh Như trước. Thì quý vị cũng biết rằng là sáng nay tôi đã nhắn tin cho Quỳnh Như. Vì tôi không muốn nói tới Quỳnh Như. Là bởi vì dù sao cũng là phận con gái đàn bà với nhau, tôi không muốn nhắc tới nó. Nhưng phải nói một điều, nó quá láo. Và tôi nói rằng là tôi tán cái mặt nó nếu như tôi gặp nó. Vì nó đang dẫn dắt dư luận theo cái câu chuyện mà là tôi có là một nhân vật trong cái đài VOV. Và thông qua cái buổi livestream như thế này á, thì cũng gửi lời đến Quỳnh Như: mày hãy mau làm đơn thưa tao gấp đi, tao gặp đâu tao đánh đó đó. Và quý vị có thấy rằng là xấu hết phần thiên hạ không quý vị? Người ta còn xấu nhan sắc đó, thì người ta còn gỡ gặn cái tánh. Tôi đã không muốn nói đến nó thì tôi đã thể hiện cái tánh quân tử mình, vì là kiểu gì thì mình cũng không muốn nói tới nó. Mình thấy mấy anh em YouTube á, nói nặng nói nhẹ nó mình cũng thấy đau lòng, mình không muốn nhắc tới tên nó nha quý vị. Nhưng mà nó đá xỏ đá xiên mà nó lôi tới tên mình ra, thì hôm nay mình cũng không ngại, mình cũng không ngại để mà mình nói vô nó cho nó biết rằng là trời xanh ra cho Quỳnh Như vừa xấu người vừa xấu nết, cho nên đến tận giờ này không có một mối tình chắc vai thì đúng rồi. Chứ đừng có nói mà ai lấy được tấm chồng tử tế. Hay người tử tế mà người ta đã nhìn thấy Quỳnh Như thì ai mà dám lao đầu vào, đúng không quý vị? Đã xấu người thì phải được cái nết, còn cái này xấu người xấu nết và bây giờ á hãy đụng vô là đòi thưa đòi chuyện, nó tán nó xéo ngoài hàm, chứ đừng nói thưa kiện. Về kêu ba má mày dạy mày lại nha Quỳnh Như nha, mày là con ranh và cái loại cỡ tráo như mày thì tôi đã nhìn thấy rất từ lâu rồi. Nó giống như là một Văn Hoàng Khang và một cái con ma sơ mà bây giờ không còn thể nào vui vẻ nổi nữa. Đâu đó là nó chứa hai con người đó trong một cái tâm hồn của nó, vì là một cái loại bá dơ và một cái loại mà sống không có liêm sĩ, không có chính kiến và buông ra những cái lời cao ngạo, tự cho mình là thế này, là mình cho là mình là thế kia. Bây giờ không ai nói tới mình nữa, mình cố gắng mình khiều, mình móc, mình kêu, mình ghẹo tên người khác. Mặc dù là tôi đã không muốn nhắc tới tên nó, bởi vì là quý vị biết rằng là tôi không phải là người rảnh rỗi, mà tôi không phải là cái loại mà thích bươi móc, mà thích đụng chạm nhây với lại những cái loại mà tôi không ưa nha quý vị. Nhưng mà nó lên nó dẫn dắt rằng là tôi có cái gì trong đây thiết nghĩ là trong cái vụ VOV. Bây giờ hồi nãy tôi nói con Quỳnh Như rồi, tao nói rồi nha Quỳnh Như, mày cũng là cái đối tượng đó, tán vào mặt nó, mày làm đơn nhanh nhanh đi nha. Cái giọng điệu của mày á, YouTube nào mày cũng đòi thưa hết, mày thưa tao luôn đi, mày khỏi thưa YouTube nha. Còn cái bản mặt của mày á, tao không muốn nói đến, bởi vì nó quá bẩn thỉu nha, vừa hôi vừa dơ, vừa hôi vừa dơ mà coi như là ế chải ế xệ mà còn chưa biết cái thân nữa nha quý vị. Mà còn lên mày đặt xỏ lá, mày nói là tao có cái gì trong vụ VOV này, có cái đầu má mày trong đó đó nha. Cái con mà như heo á, vừa xấu người mà vừa xấu nết nữa, mà hôi hám nữa, cho nên đâu có thằng nào nó dám mò cho mày, mặc dù mày là con một đó. Cho nên cái giọng điệu của mày nghe là biết rẻ tiền rồi. Và đặc biệt nha quý vị, nó học trong trường thầy quân chứ nó chưa học thầy quân ngày nào nha quý vị.